Đây là clip ghi lại cảnh tên trộm bị người dân bắt giữ. Vụ việc xảy ra vào chiều qua tại phố Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Người đàn ông này đã lấy trộm chiếc xe máy hiệu Honda Lead của một người phụ nữ. Khi bị chi hô, tên này đã lái xe bỏ chạy nhiều vòng trên đường trước sự truy đuổi của người dân. Chỉ đến khi bị ngã ở đường Phan Đình Giót, đối tượng mới bị tóm gọn. Hiện tên trộm xe này đã được giao cho cơ quan công an. Đây là kết quả rõ nét của tinh thần hỗ trợ, phối hợp kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm của người dân Hà Nội.